Hương Giang chung khung hình Pia, Ngô Thư Hân. Nhan sắc gây khuynh đảo cộng đồng mạng. Khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Thư Hân, Hương Giang và Pia Wapat gây xôn xao mạng xã hội. Sau vai diễn thành công trong tác phẩm Vân Chi Vũ, Ngô Thư Hân trở thành gương mặt thuộc thế hệ diễn viên 95, nhận được săn đón nhiệt tình từ công chúng. Không những được lòng khán giả với lối diễn xuất tự nhiên, chất giọng ngọt ngào, cô nàng còn thu hút khán giả bởi ngoại hình ưa nhìn cùng visual trong sáng đáng yêu. Mới đây, khoảnh khắc Ngô Thư Hân chung khung hình cùng hai nàng hậu là Hương Giang và Pia Wapat bất ngờ được đăng tải, thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Xuất hiện trên hàng ghế đầu sàn diễn ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2024 của nhà mode Mostrino, Hương Giang thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài sang trọng và thời thượng. Cô nàng khoác lên mình outfit tông nâu kem, được đính kết các chi tiết phủ vàng, nhân nhá cho tạo hình, chân dài Hà Nội phối thêm thắt lưng bãi nhỏ cùng mắt kính trendy. Cùng chung khung hình với hai biểu tượng nhan sắc quốc tế, Ngô Thư Hân gây thương nhớ với diện mạo lung linh, gợi cảm. Nữ diễn viên khoe sắc trong bộ váy tông đen, form dáng dài, khoe tròn đôi vai trần mượt mà. Song outfit của người đẹp sinh năm 1995 tại sàn diễn thời trang lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới mộ điệu. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.